kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa. Làm cái gì đấy bà? Mấy ông? Nope. Chân chuẩn bị ăn cưới à? Không, mình đi bán hàng mà. Bán hàng sao lại trang điểm? Bán hàng cũng phải xinh chứ. Ui. Phê trang điểm cho tôi xinh qua nhá. Ok ok. Xin người đấy. Ok, đi thôi nhà. Kiếp này cài hoa lên tóc, kiếp sau mỹ mạo như hoa. Ui. Có thể ai qua đây đâu? Kiên nhẫn lên, rồi sẽ có. Lúc ngang thì mình phải ngồi chờ khách chứ. Hào mình đẹp thật đấy. Nani? Wow. Hay là mình nhảy nhót một tí cho nó sôi động. Đúng rồi đấy. Nhảy thì khách mới vào. Ok ok ok. Ui. Đây đẹp lắm. Con cháu ơi, qua đây, qua đây, qua đây. Qua đây, qua đây. Ui. Mà làm cái gì đấy? Tôi đang hot cake qua nhà. Thế á? Mệt quá, không nhảy nổi. Lâu thật. Tới à? Để tôi. Đấy. Wow. Ngon. Không có đũa để bốc ăn à? Lâu. À, đũa đây rồi. Đây 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 đâu? Đũa đâu? Ui. Đây 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 đây. Wow. Ui. Ngon quá. Đũa này đũa gì đấy? Đũa tre đấy. Đũa này tôi gót mà. Wow. Dùng an toàn, đảm bảo sức khỏe luôn. Và còn đẹp thế. Lâu. Dễ thật đấy, không bị chân một tí nào. Nani? Cả làng gót đũa mang cho mình bán đấy. Lâu. Wow. Đũa xịt như thế này á? Ui. Đẹp thế nhỉ? Wow. Nó được đầy giói nhỉ? Cái đũa xịn như thế này phải để bán chứ. Ui. Ôi, để cái tôi cho. Đưa. Đũa này đã xịn mà còn rẻ nữa. Ừ, cái này là 50.000 10 đôi. Ui. Quá rẻ. 50.000 được hẳn 10 đôi đũa tre. Chẳng ai bán như mình đâu. Các cháu ủng hộ các bà nhá. Đũa xịn an toàn, bảo đảm sức khỏe. Ui, có khách, có khách, có khách. Khách, 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 khách,